Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Và ngày hôm nay là ngày 29 tây tháng 9 năm 2020. Chúng ta lại sắp hoàn thành một tháng 9 rất là tốt đẹp rồi cô chú anh chị ơi. Chúng ta lại bắt đầu bước vào tháng 10. Sau 2 ngày nữa thì hôm nay Học xin chúc cho cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Có một cái tháng mới, có nhiều niềm vui mới. Thì hôm nay để không mất nhiều thời gian của cô chú anh chị nữa, Học xin phép gửi cho cô chú anh chị tất cả các sản phẩm hiện tại đang có ở cuối tháng 9 tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, ở đường số 220B Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 quận Bình Thạnh. Thì hôm nay Học cũng xin chia sẻ thêm với cô chú anh chị là Học đang có một cái sản phẩm Fortuner 2016 mà Học cũng đã làm clip tổng thể cái clip đó rồi. Hiện tại thì đang nằm trong khoang Maruguri, chưa có đưa ra showroom trưng bày. Fortuner 2016 máy dầu số sàn 700 triệu đồng. Và một sản phẩm Innova E 2018 đi chỉ mới 21.000 cây, màu đồng ánh kim, xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe đó đi được 21.000 cây, xe cũng rất đẹp đó cô chú anh chị. Rồi, để không mất nhiều thời gian của cô chú anh chị nữa, Học xin mời cô chú anh chị đánh giá qua bảng giá xe, màu sắc xe và km. Rồi tiếp tục, Ventura, Innova Ventura 2019, xe đi chỉ mới 27.000 cây. Xe này mang biển số tỉnh nha cô chú anh chị. Giá bán niêm yết tại đại lý Toyota là 770 triệu đồng. Innova E 2014 đi 178.000 cây, xe màu bạc, 405 triệu đồng, xe còn thương lượng. Innova G, sản phẩm 2019, 28.000 cây, được chào với giá bán là 760 triệu đồng, xe màu trắng, mang biển số tỉnh. Và tiếp tục là một dòng sedan Toyota Atix G 1.8G hộp số CVT, được sản xuất năm 2015, đi 69.000 cây, xe có giá là 575 triệu đồng. Xe cũng rất đẹp nha cô chú anh chị, hình rất là thể thao. Toyota Atix phiên bản Luxury đi 2000, được sản xuất 2017, đi 22.000 cây, đã được khách Học cọc rồi. Và đây là mẫu xe trưng bày tại đại lý Toyota Tăng Cảng, Toyota 86. Và sản phẩm Fortuner 2017 màu bạc, xe nhập, số sàn, máy dầu, đi 99.000 cây, xe này cũng đã được khách Học cọc rồi. Innova 2019, Innova E mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, đi 14.000 cây, cũng đã được khách Học cọc rồi. Innova 2018 đi 39.000 cây, cũng đã được khách Học cọc rồi. Innova 2016, Innova 2016 phiên bản E đi 92.000 cây, màu bạc, giá rẻ 565 triệu đồng, full option, viền che mưa, phim cách nhiệt, ghế da, đầu DVD, camera da, rất là tuyệt vời cô chú anh chị. Và đây là một sản phẩm mới nhất trong bảng báo giá vừa rồi Học mới gửi đến cho cô chú anh chị là Innova G 2019 đi mới 28.000 cây, xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, màu đồng ánh kim, xe cực đẹp, 28.000 cây, với giá bán niêm yết chỉ 760 triệu đồng. Và đây là Camry 2.4, xe nhập, với giá bán tại Toyota Tăng Cảng là 485 triệu đồng. Rất đẹp mà cô chú anh chị, xe màu đen. Ford Focus 1.5 lít, xe 1.5 turbo, hộp số tự động 6 cấp. Ở xe này lái điện, cảm giác lái rất là tốt nha cô chú anh chị.
510 triệu đồng. Dạ vâng, qua đoạn clip ngắn vừa rồi Học đã báo sơ bộ cho cô chú anh chị về km và giá xe. Cô chú anh chị tham khảo, nếu cảm thấy xe nào phù hợp hãy gọi cho Học với số điện thoại phía dưới màn hình. Hoặc là cô chú anh chị muốn tham khảo xe mới, mời cô chú anh chị vào trang web xe cũ toyota.vn để cô chú anh chị tìm hiểu rõ và kỹ hơn về màu sắc, nội thất. Nếu cô chú anh chị muốn tư vấn về tài chính, mong cô chú anh chị hãy gọi điện trực tiếp cho số điện thoại phía bên dưới để Học phục vụ cô chú anh chị một cách tốt nhất nha cô chú anh chị. Học xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.